chiếc gương này có hai mặt cho dù một trong số đó không phải phản chiếu thực tế với phần mềm điều khiển bằng máy tính chiếc gương có thể biến một gương mặt lo lắng thành một gương mặt nhẹ nhõm theo các nhà khoa học sự chuyển đổi này khá phức tạp nhưng nó lại mang đến những kết quả bất ngờ nếu người dùng thấy một gương mặt hạnh phúc và nhận thấy rằng gương mặt ấy là chính họ thì họ sẽ cố gắng tạo ra cho mình những trạng thái tốt hơn Giáo sư Hirose gọi sản phẩm mới là chiếc gương mỉm cười. Phía trong chiếc gương được gắn một chiếc camera để chụp và quan sát gương mặt của người dùng trong thời gian thường. Sau đó sẽ phản chiếu mặt của người dùng lên màn hình gương bình thường, trong khi chương trình máy tính được lập trình sẵn chuyển đổi tâm trạng tiêu cực của họ sang tâm trạng tích cực hơn. Đến nay, thế giới ảo đã giải quyết được khá nhiều vấn đề liên quan đến thế giới vật chất và thế giới tinh thần cũng vậy. Chúng ta có thể phân tích các cảm giác vui, buồn và thêm nó vào thế giới ảo. Với phát minh này, các nhà khoa học tin rằng trong tương lai gần, công nghệ hoàn toàn có thể được sử dụng để điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm hay làm thay đổi hành vi quen thuộc của con người.